thưa quý vị những giờ qua các hãng truyền thông trên thế giới đã liên tục đưa tin về sự ra đi của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng nhiều bài viết phóng sự về tổng bí thư được báo chí quốc tế đăng tải hầu hết đều nhấn mạnh vai trò của tổng bí thư cho sự phát triển mọi mặt của đất nước đặc biệt là công cuộc xây dựng đảng dưỡng mạnh cùng với những thành quả đối ngoại nổi bật giúp nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế Toàn bộ các cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản đồng loạt đưa tin về việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đánh giá về những thành tựu và đóng góp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước, hầu hết báo chí Nhật Bản đều cho rằng thành tựu nổi bật của Tổng bí thư là kinh tế tăng trưởng cao, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện chính sách ngoại giao toàn diện, đa hướng và cân bằng trong bối cảnh thế giới phân cực. Trong đó, tờ Nikkei Asia điểm lại thành tựu kinh tế của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, đánh giá những đóng góp to lớn của Tổng bí thư cho công cuộc phát triển kinh tế trong đó nêu bật quyết sách liên quan đến việc Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do với nhiều nước và nhấn mạnh Tổng Bí thư là người giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Kênh truyền hình NHK báo Akahata, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Nhật Bản cũng đã phát đi những đoạn băng hình về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau, nêu bật những thành quả của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư. Báo Granma của Cuba có bài viết đăng tải với tiêu đề một mất mát không thể bù đắp cho Cuba. Bài báo nhấn mạnh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn thủy chung của Cuba. Sự ra đi của đồng chí là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Và hình ảnh Tổng bí thư vẫn sẽ được các thế hệ người dân Cuba ghi nhớ như một trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai nước. Trong khi đó, thông tấn PETA của Belarus điểm lại những nét chính trong sự nghiệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dấu ấn của Tổng bí thư trong trường phái đối ngoại, ngoại giao, cây tre Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Nhiều chuyên gia học giả quốc tế đều đưa ra nhận định chung rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo điển hình của Việt Nam trong việc kết hợp hài hòa giữa quan hệ quốc tế và lớp quốc gia dân tộc trong công tác đối ngoại.